Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Ok các bạn, tiếp theo gà Sirama sẽ tới chương trình quẹt của anh Sang ha. Cái cổ nó có cái vòng, các bạn thấy không? Đây là dòng xích. Các bạn thấy là ngay cổ của nó cũng có một cái vòng ha, thì nó cũng chung một cái chi với lại cái con ringneck luôn. Hôm nay xưa nhà em ở dưới Sài Gòn này là cũng mấy cầu thang này đi gành lắm. Nhà mình cũng đồ nghề đầy đủ ha. Đây là những cái bàn cắt, đầy đủ thứ đồ chơi đây nè. Tức ở nhà rồi mua gỗ về là tự làm hết. Nhét cái cục khoáng đây, khi mà con chim nó cần thì nó lại nó cạp. Các bạn thả nó đi dưới đất á, đi cái tướng thấy ghét không? Nó đi giống như là kiểu dạng mà giáo sư chắp tay cho đít đi vậy đó. Đi cái tướng này nè. Nó đi với nó nhảy. Nhảy rồi làm trò. Khi cái này nó phân hủy rồi thì bù mắt nó không khó. À, cái sản phẩm này nó an toàn tuyệt đối cho vật nuôi ha. Nó khôn lắm, nó biết đi ngâm nước đấy. Biết ngâm, ngâm nước cho nó mềm ha. Con này chắc không ăn đến gì. Ôi ôi, thấy không? Anh bạn về thấy nó lễ cái hạt ứng dương một cách coi như là trong vòng một nốt nhạc. Ghê à. Chuyên gia ăn hạt luôn. Hello, mình là Nam Ngô đây. Ok các bạn, tiếp theo gà Sirama sẽ tới chương trình quẹt của anh Sang ha. Anh ơi, anh... vậy là anh chơi con gà trước không chơi con vẹt hả anh? Đúng rồi. Con vẹt anh chơi được mấy năm anh? Vẹt anh mới chơi 2-3 năm nay thôi à. 2-3 năm. Nhưng mà em thấy anh cũng sinh sản đồ này nọ hết. Anh đầu tiên anh chơi, đầu tiên thì cũng chơi có 1-2 con nhưng mà chủ yếu anh là chơi để sinh sản. Dạ. Thì nói chung mình tới cái con vẹt là cái mục đích nó khác với con Sirama. Dạ. Nó cũng mình muốn chơi cho nó sinh sản trước. Dạ. Còn Sirama đầu tiên là mình thích đó. Yeah. Mình muốn sinh sản sau. Yeah. Chơi con vẹt thì mình muốn chơi sinh sản trước, rồi từ bây giờ mình cũng thấy thích nó. Dạ. Yeah. Cái đầu tiên mình muốn sinh sản nó, xong giờ bắt đầu mình thấy nó tính cách của nó cũng hay, gần gũi tương tác rồi. Mình chơi thích nó chơi bát luôn. Ở dưới kia mình có một vàng để chơi bát. Dạ. Yeah. Như dòng này là này là gì ta? Riêng neck cầu. Riêng neck đúng rồi. Riêng neck cầu. Hiện nét có nghĩa là nó có cái cổ, nó có cái vòng, các bạn thấy không? Cái vòng cổ á, nó giống như cộng dây chuyền vậy đó. Nói về vẹt thì mình mới là newbie thôi. Dạ. Yeah. Không, newbie thì cũng có cái góc nhìn của newbie, nó cũng hay. Góc nhìn chuyên gia đôi khi nó cũng khó cho cái người mới người ta người hiểu. Như cặp này đẻ chưa anh? Chưa, cặp này yeah. Mới anh mới ghép thôi. Dạ. Yeah. Như tụi này nó cũng mấy màu á, nó cũng nhiều lắm, có xanh có vàng, màu nó cũng gần như cơ bản rồi. Bây giờ màu mới nó chạy mang màu dữ lắm. Yeah. Minh Thái nó làm màu. Ờ, em có vô chạy chim Minh Thái rồi, nhu vàng màu lắm. Yeah. Chim này thì nó sinh sản lâu hơn con gà nhiều. Dạ đúng rồi, con này cũng phải 3 năm trở lên mới bắt đầu sinh sản. Dạ. Mới một năm nó như nó cũng có mùa, cũng mùa, mùa này luôn nè, mùa mưa bắt mình đầu giống này thì bắt đầu vô mùa nè. Dạ. Nào vô mùa riêng nét với đầu xích là nó cùng một dòng. Dạ. Loài cùng, à, cùng một chi ha, cùng riêng nét. Nó có thể phối với nhau được. Oh. À, bên Thái là nước ngoài với Ấn là họ phối nhau để làm ra một cái dòng lai. Oh. Nó rất là mắc. Nó đặc sắc không anh, nhìn nó đặc sắc không? Cái mục đích của đầu, cái mục đích cuối cùng của họ lai là để cho cái con riêng nét này nó to lên. À, tại vì con ringneck này cái màu nó đẹp hơn con xích. Dạ, đúng rồi. À, thì họ lấy họ like để theo mình thôi, nghĩa là để cho con ringneck con nó to lên. Ừ. Thứ nhất, thứ hai là họ lấy cái vệt đỏ ở trên con xích. À, cái vệt đỏ nó nằm ở trên cái người của con. Ừ. Con ringneck này. Dạ. Thì nó tạo nên cái dòng mới, nó bự con. Dạ. Nó rất là ấn tượng. Mấy con nó gọi cái gì con nọ gì đó cũng hi gì đó. Hay nó, quá. Nó tạo rồi đó. Nhưng mà lâu rồi nó, tại vì nghĩ đi cứ 3 năm mới lấy được. Yeah. Bắt đầu mới trưởng thành. Dạ. Yeah. Xong rồi mới lấy con đó. Mới lấy con F1 làm tiếp. Coi như một phải, thì có theo thông tin là có chạy họ phải làm tới 6 đời như vậy. Yeah. Mới ra được một con giống thuần. Yeah. Của cái dòng mới. Dạ. Yeah. Không mà hay chứ. Cái thời gian đó nó trải nghiệm nó xứng đáng. Người ta chơi giá thì yeah. Khi ra con nó giá kinh lắm, nhưng mà đúng là thời gian quá lâu nó đường dài á. À, có như là 6 một... lần 3 là như 6 lần 3 là 18 năm dự án cả đời. Cả đời. Các bạn biết là chơi lai tạo nó có cái hứng thú này nè, khi mà người chơi người ta
sau quá trình ta tìm hiểu cái đặc tính người ta chăm sóc nó ok rồi á thì người ta ngắm nhìn nó nhiều á người ta sẽ muốn cải thiện đó. Giống như anh Sang vừa chia sẻ thì cái dòng Ringneck này á là nó nhỏ con nhưng mà màu sắc nó đẹp. Còn lên đây nè, đây là dòng xích nè. Đây là dòng xích. Các bạn thấy là ngay cổ của nó cũng có một cái vòng. Đó, thì nó cũng chung một cái chi với lại cái con Ringneck luôn. Đó. Thì người ta mới phối cái con xích này với lại con Ringneck bên kia. Cái mục tiêu của người ta đó là sẽ cho cái con đứa con lai đó nó sẽ bự con hơn là con Ringneck kia. Thấy không? Nó sẽ theo form con này bự con hơn. Và nó riêng con này thì người ta muốn giữ lại cái vệt màu hồng á bên đây nè. Cái vệt màu hồng cái cánh á. Đó, cái vệt màu hồng đó đúng không anh? Đó, ta giữ cái lấy cái vệt đó. Đó thì hai con này mà nó phối nhau á thì trong bầy con á không phải con nào cũng xài được đâu, người ta chọn lọc coi con nào có được cái đầu tiên là coi có cái vệt hồng không mới đã. Đúng xong rồi mốt nuôi nó lớn cái coi nó bự con đó, không? Cái dòng đó những cái con màu xanh này thì nó lại nhỏ hơn con xích, nó lại không đạt tiêu chuẩn con xích, những cái đó là loại. Có nghĩa là sau khi đẻ ra rồi phải nuôi lớn lên coi cái tố chất nó đầy đủ hay không. Đó xong rồi mới chọn lọc. Rồi mình lai tiếp có nghĩa là mà anh Sang vừa nói nhiều khi 6 đời mới ra được cái con ưng ý là mất 18 năm đó các bạn. Bởi vậy người ta nói là gì? Hạnh phúc không phải là đích đến mà là quá trình trong vòng 18 năm đó là mỗi lần đạt được cái gì là dạ. Chứ không phải đạt một lần là được. Dạ đúng rồi. Mà thậm chí là thất bại lần đó nó cũng là một cái kỷ niệm. Cũng là một cái gì đó nó dấu ấn. À. Mà con xích này đuôi dài, xích này Ấn Độ bự con. Xích mình nhỏ hơn. Cho nên họ lai là lai với xích Ấn. Dạ, lai xích Ấn. Xích Thái. Xích nhưng mà như xích của mình thông minh hơn. Xích Việt ha. Dạ. Xích Việt em anh như là có nuôi nhưng mà anh chưa biết, nhưng mà xích Ấn thì nó ấn tượng hơn, nhờ nó bự con mà nó hiền hơn. Hiền con. Nó hiền xích, hơn. Xích làm dữ. Xích gần xích Việt nó như cục tính hơn. Dạ. Em cũng chưa nuôi mà em không biết có nhớ lộn không, nghe nói là con xích Việt mình nó thông minh hơn. Nó nói nhiều hơn. Chắc nhưng mà nó dữ hơn. Tại con này nó hiền quá, nó ít nói. Dạ. Con kia nó chí chứ nói dữ. Hay quá. Đó là trên này chỉ xích ở này xám. Xám. Không có thấy được nó. Dạ dạ. Nó xinh xắn, nó chùi. Xám thì thôi. Nói, dạ, dạ. Nói tới. Quá ok. Ok bạn, giờ mình xuống tiếp tục ở cái lầu dưới để tiếp tục tham quan tìm hiểu về vẹt tiếp ha. quay vô. Không, này hồi xưa nhà em ở dưới Sài Gòn này là cũng mấy cầu thang này đi gành lắm. Hồi trước quen là đi không cần dịnh luôn á. Đây mấy cái chuồng gỗ đâu là anh tự đóng luôn hả anh Sang? Hay là kêu thợ? Tự đóng em. Tự đóng luôn. Tại em nhìn thấy đồ nghề dưới đây là em nhìn đồ nghề này là em biết rồi. Đây các bạn, đồ nghề rất là đầy đủ. Nhà mình cũng đồ nghề đầy đủ ha. Đây là những cái bàn cắt. Rồi máy thổi. Rồi đủ thứ đồ chơi đây nè. Đó, cho nên mình nhìn cái là mình hỏi đúng y luôn. Tự xử cái kích thước ở nhà rồi mua gỗ về là tự làm hết. Chứ đóng là cũng chi phí cũng nhiều. Dạ. Nhưng mà sau này mỗi lần đóng cũng mệt. Mệt. Sau này cái thôi khỏi đó. Không, mình lúc mới mình sung hơn. Mấy cái này mình có làm gì nhỏ nhỏ nha thì làm được. Dạ. Làm được. Với lại cái chuồng của mình thì mình theo cái hình đúng dung rồi. Của mình làm theo cái ý của mình. Thợ, nếu mà mình yêu cầu ra thợ thì chi phí cao. Dạ. Giờ cũng có anh em làm chuồng cho Serama cho. Dạ. Cho vẹt cũng vậy. À, ngoài làm chuồng là anh làm luôn mấy cái tổ chim đúng không? Làm mấy cái tổ chim cho đẻ rồi đó. À. Ồ, đây có trứng gì nè các bạn? Trứng gà nè, trứng chim nè, trứng mon đó. Con này con mon mà. Con gì? Trứng của mon, trứng nó hư rồi. Hư rồi, ung rồi. Mấy trứng nó không cổ. Dạ. Đây có dế nè. Dế là cho gà cho ha. Gà. Gà thì dế chế độ mồi tươi thì anh bổ sung sao anh? Mấy ngày anh cho một lần. Mấy ngày? Lần khoảng mấy con anh?
cho vài con vậy đó à, chứ dạ. Không cho nhiều, tại vì gà nó ăn cái này cũng nhiều, cũng nhiều quá cũng không ok nóng anh ha, nóng nhất là con sâu càng nóng nữa, sâu anh càng sâu hư lông hết dạ. Dế lâu lâu anh mới mua anh để thôi chứ dạ. Ê chết mẹ 7 men tí. Đây bạn, theo mình thấy thì một lát nữa anh Sang sẽ giới thiệu tới các bạn vẹt ha. Còn đây mình sẽ nói về những cái điều mà mình thấy trước. Thứ nhất là cái chế độ ăn. Thì ở đây là mình thấy anh Sang có cho ổi nè, thanh long nè, lê nè, rau muống. Đó là mồi tươi. Mồi khô thì có các loại hạt hướng dương, hạt hạt nhỏ nhỏ trắng trắng là hạt bí hết nè. Không có hạt kham á. Hạt kham ha. À, hạt kham. À, hạt kham. Kham gà. Kham... À. Những cái cục này là cục canxi hả anh, hay khoáng? Khoáng. À, này cục khoáng. Canxi là. Canxi là ăn mai mực. Mai mực. Ừ, à. Đây là khoáng đây các bạn, đây dễ thấy nè, đây. Nhét cái cục khoáng đây, khi mà con chim nó cần thì nó lại nó cạp. Ha. À. Còn đây cái năng mực nãy mình có nói ở trên rồi, thì cái đó là mình sẽ cung cấp canxi. Đây, những cái chén nước, đặc biệt là nuôi cái dòng chim vẹt là các bạn thấy thứ nhất là những cái chén này là xài đồ, nếu mà đặt trong chuồng là phải đi inox hết, không là nó cạp mạnh lắm. Chỉ cái này nhựa là mình để ngoài thôi nè. Nhựa đó của gà để ngoài à. Để tại vì cái này là khi mà anh có đi đâu á yeah. Là anh phải để sẵn một cống thức ăn ở ngoài yeah. Để người nhà chăm yeah. Mỗi chuồng anh cho nó ăn cái gì là phải để cái cống đó à, để chỉ cần gỡ ra đổ vô là xong rồi thôi. Ví dụ như gà cũng vậy luôn nè, ví dụ anh đi mà chỉ đi con vòng 2-3 ngày thôi yeah. Đều phải có cái này à. Ví dụ ngày hôm trước là này, ngày hôm sau là xong rồi đổ này vô yeah. Đó. Có plan hết à. Những anh em mà nuôi bét đó các bạn, là mỗi lần đi á thì ngoài cái bài toán về này nọ thì phải có bài toán chăm sóc các bé ở nhà như thế nào cho cái người mà mình nhờ giúp á đơn giản nhất có thể. Chứ còn nhiều khi mình nhờ mà phức tạp quá là ta làm nó đúng khó. Nhưng mà những con này thì nó ít, con igu của em á mà nhờ người khác á là nó sẽ tông cắn. Hư mỏ à. Nó không có cắn nhưng mà nó sợ, nó hoảng, nó tông về banh cái mỏ. Đúng rồi à. Con này cũng nhát lắm á dạ. Là nó ví dụ cái hồi đó anh có cái chị người làm dạ. Gà này nè, chị hay mặc đồ màu bông dạ. Màu đỏ rồi đó, cái bạn nói sao bữa nay tao lên nó nhảy quá mày. chị đừng có mặc đồ màu à, à. Thì nó cũng giống giống, nếu vậy nó cũng giống giống bên à. Igu ha các bạn ha. Trời igu á, mấy chị em phụ nữ lên coi mà cầm cái dù sao nó cầm cái dù luôn. Trời ơi nó tông coi như banh máu me đúng luôn rồi, đúng rồi. Rồi nhiều khi mở cửa chuồng ra quên đóng cửa chuồng sống mất, hoặc là đóng cửa chuồng mà cái đuôi nó dài quá nó còn lòi miếng mít đuôi à. Kẹt đuôi, bởi vậy mình đi chơi là ở nhà mình phải lo hết sao sao vậy. Igu nó có mọc ra dạ, mọc lại nhưng mà đuôi nó xấu, nó không có được như cái đuôi hoàn hảo, còn nó không có giống như chim mọc ra mới từ từ lại. Với dòng này dòng gì anh? Đây là dòng vẹt nhỏ, vẹt mông. Mông mông dạ. Nó là người ta hay gọi tiếng Việt là vẹt thầy tu á. Vẹt thầy tu à, tại sao nó có tên này vậy anh? Thì cái từ mông đó là cái tên của nó là thầy tu mà à, à, à. Cái tên của nó trên tiếng Anh là người ta đã đặt là nó giống con thầy tu, tại vì cái lưng nó hơi gù gù. Tại vì to cái lưng nó hơi gù gù lên mà nó đứng cái tướng như ông thầy tu, nó gật gật như vậy à. Có vẻ vậy mà người, cái tên ban đầu của nó là tên vẹt mông là ông thầy tu rồi à. Nó là thuộc dạng vật vẹt nhỏ thôi. Thì nhỏ. Cái dòng đầu tiên mà anh chơi là con vẹt này. Dạ, nó dễ chơi ha. À, nó cũng đơn giản và nó cũng giá tiền nó cũng vừa. Có nhiều dòng nó cao quá mình mới chơi mình không biết. Dạ. Nếu này giờ một cặp nó phải nhiêu? Và vẹt bữa nay nó cũng hơi cao rồi, vẹt non thì giá màu cơ bản này nó khoảng 5 triệu. 5 triệu. Màu blue á. Là một bé một cặp anh, một bé. À. Thì cái này nó theo màu. Nó ví dụ như có những con vẹt là nó chuyên làm trò, có vẹt thì chuyên nói, thì con này là nó về gì? Con này nói được, nói được. Tốt, được. Nói nhiều, nói nhiều luôn. À, cũng có làm trò, dạ. Phải vậy. Thì nó thân thiện. À, thân thiện. Dễ thương. Cái này là màu cơ bản ha. Màu này cơ bản màu blue. Dạ. Anh chỉ có màu cơ bản thôi, màu mấy màu mới thì phải bắt đầu mùa sau mới bắt đầu phối chim non ở dưới kia. À. Mình
bây giờ nó chỉ có Lutino là vàng này, vàng dưới này. Ờ, cũng là nó luôn, về thầy tu nhưng mà dòng Plutino vàng mắt đỏ. À, bữa nay bữa lên cà phê nhiều hình như anh cầm bạn một bạn màu vàng đi chơi phải không ta, hay là màu trắng ta? Màu trắng, màu trắng. Bữa anh cầm bạn màu trắng đó. À. Dòng Plutino mấy bạn này là anh có làm ra được bầy con là chưa anh? Này sinh sản hai mùa hết rồi đó. Hai mùa hết rồi. À, mùa này năm mới vừa rồi đã bắt đầu sắp hết mùa đó. Đây là hết mùa nè. Yeah. Chuẩn bị đây là nó còn một ổ trong đây nè. Yeah. Là anh chuẩn bị gỡ xong mùa này là gỡ tổ. Dạ. Coi như không cho đẻ nữa, không cho đẻ nữa. Cho nó thay lông để hoài nó cũng si si. Si. Như tụi này một lần một mùa nó đẻ có một lần mấy trứng anh? Một lần nó khoảng 4 trứng. 4 trứng. 4 5 trứng gì đó, tùy con nào đẻ sai thì 5 trứng. Dạ. Yeah. 4 trứng thì cũng nở khoảng 2 con, 3 con là tự ấp luôn, anh cho tự ấp luôn. Cái này nếu mà mình lấy trứng ra cho nó đẻ tiếp quá. Đúng. Dạ. Thì nếu mình có máy thì mình lấy ra mình cho ấp. Dạ. Thì trong đây đẻ tiếp. À, nhưng mà mình phải chăm chim con. Dạ. À đúng rồi, chăm chim con cũng hơi cực. À, chăm chim con phê đó. Phê. Không có đi đâu được á. Đúng rồi. Ví dụ như đây anh á là anh phải để cho nó, nếu con nào ấp được á thì anh để ấp nó chăm khoảng 10 ngày. Dạ. Nó qua cái giai đoạn cực rồi thì mình mới lấy ra mình chăm. Dạ. Nhưng mà nếu mình ấp mái là con mẹ nó sẽ không chăm con rồi. Phải con mẹ không biết chăm con. À, không biết chăm con, mình phải cho con mẹ nó tự chăm. Đúng. Tự ấp luôn rồi nó mới chăm lên. Ừ. Mà con mẹ nó chăm lúc nào cũng khỏe. Tại vì cái giai đoạn đầu á. Giai đoạn đầu là nó cần cái dinh dưỡng trong con mẹ nữa. Dạ đúng. Cái nước miếng rồi nó gấp đồ ăn cho nó. Như sữa mẹ vậy đó. Dạ. Chứ mình đút thì cũng tốt, có nghĩa là mình đút cái bột nó cũng tốt, khi đút bột A mốt á, yeah. bột xịn á thì cái con vẹt nó to con á. To con lắm anh. Đúng rồi. Nó phát triển cái khung xương. Rồi. Nếu mà trong đó nó tích hợp canxi đồ này nọ. Cho nên nếu mà anh em nào nuôi nó sinh sản mà con vẹt thuần á. Dạ. Yeah. Thì con vẹt cha mẹ có thể ăn bột. À. Cho vẹt cha mẹ ăn bột rồi cho nó chăm con. Ừ. À, coi như là gián tiếp nó đến qua. Hay quá. Là mình cũng đút phụ cũng được, mình đút bột phụ. Hình như con chim này cũng hai mấy ngày nở. 21 ngày, cũng giống gà. Có con dài hơn, mấy con lớn thì dài hơn. Dạ. Mấy vẹt lớn thì khoảng 26, 28 ngày. Dạ. À, tỷ lệ nở cao rồi. Tùy cái cổ á. Tùy cổ. Chứ là tùy nó ấp, con này, con măng này thấy vậy chứ mà nó dở mấy chuyện đó. À. Cho nên tại sao nó có nhiều anh em nói mong nó mắc tiền hơn con sinh hay gì đó. Sinh cho nuôi à. Tại vì con kia nó sinh sản dễ quá. Dạ. Mà sinh sản liên tục. Dạ. Còn con này nó sinh sản thứ nhất là nó ấp khó, chăm con khó mà nó lại theo mùa nữa. Dạ. Cho nên cái giá nó phải khác cái giá con sinh. Dạ. Chứ về cái độ quấn, độ ấy thì nó cũng giống như con sinh. Dạ. Nhưng mà về sắc màu sắc thì nó nhiều màu hơn sinh. Nó con sun thì nó trên người nó có nhiều màu. Ừ. Dạ, nhưng mà nó ít cái biến thể hơn con này. Con này, còn này nó đủ màu, nhiều biến thể hơn. Anh này đứng hút gió rồi đủ kiểu. Hai con này mới ghép. Mới ghép, chưa quen anh. Có hai con bên kia thì đẻ. Cái chuyện ghép cặp tụi này nó dễ không? Mông này cũng tương đối dễ với trong cái dòng vẹt. Dạ. Vì ring ở trên kia là khó. Khó hả? Ring là khó. Nó sao nó khó anh? Không chịu. Không chịu. Không chịu là thua. Dạ. Không chịu là phải đổi con khác. Dạ. Chứ không phải như không chịu cứ ép để rồi để hoài là như gà để hoài nghe không? Chịu phải coi như thua. Nhưng mà cái công tác mà ghép á thì anh có để một cái chuồng con ở ngoài cho nó nhìn nhau trước hay là anh thả vô luôn? Theo nguyên tắc đó là phải cho nó hai con hai chuồng áp chuồng trước rồi. Bắt con trống bỏ vô con mái. Dạ. Bắt con trống bỏ vô chuồng con mái. Dạ. Há qua nuôi lộn. Bắt con mái bỏ vô chuồng con trống lộn. À. Ừ. Thì nó đạt hơn con nó dễ. Dạ. Bắt hơn. Thì mình thấy nó đứng gần hai cái chuồng nha, nó chịu là đâu vô được. À, khi mà ghép chung mà nó chưa không cắn nhau như vậy là cũng gần thành công nữa. Dạ. Có con có dòng mà nó cắn nhà chết lộn luôn, cắn chết luôn á. Dạ. Con mái dữ lắm, nhất là mấy dòng lớn mái dữ. Dạ. Rinh là khó chịu nhất, mái rinh khó chịu lắm. Khó chịu.
anh thấy vẹt riêng, ngay cả khi những con bắt cặp rồi nó chỉ chuyện nhau ở cái mùa sinh sản thôi. Dạ. Còn cái mùa sinh sản xong rồi nó cũng không cứ là nó không thích sống chung. À, tới mùa sinh sản nó thì vô cậu chung nhưng mà nó không có hòa thuận, nó quạo lắm. Dạ. Nó quạo. Mấy anh này thì tính cách nó rất là quấn người đúng không? Ừ. Nếu mà thuần nó quấn con này quấn. Nó tính cách nó mấy bạn nữ chơi được. Yeah. Mấy bạn nữ với trẻ em là chơi này là tốt. Nó rất là nhớ mình. Tôi có một mới gửi cho một mình nuôi một con blue. Mình nuôi được 6 tháng rồi. Con đó nó quấn mình lắm. Yeah. Nó coi như là thả ra là nó chỉ đậu đây đi thương lắm. Yeah. Thì mình bán cho cái bạn ở ngoài Hà Nội tặng cho cháu gái chơi. Thì cái bữa đó là cháu gái mới gọi điện nói bác ơi con đó tên con Mi, con chim đó tên con Mi. Mi á nó nhớ bác. À. Có nghĩa là tại sao nhớ hay sao? Con mở cái clip mà có cái giọng của bác lên á. Thì nó cuốn cuồng nó đi tìm. Trời ơi, nghe thấy thương. Trời ơi, thấy thương nghe không? Nghe, thương nghe là mình thấy thương hết. Nghe thương quá. À. Có nghĩa là mới ra đây thôi. Dạ. Cái người đó nó bé nó gọi lại nói vậy trời thương quá. Thương. À, mình nghe mình cũng nhớ anh ha, nghe dạ. Vậy thấy cũng nhớ chứ. Con nó đặc biệt mình thương nó từ nhỏ rồi. Dạ. Anh chị này ồn ào quá nè. Hình như là đang có trứng. À, đang có trứng anh. Thôi đang một cặp một con trắng với con vàng đang ghé cặp bây giờ. Miệng mùa cuối rồi cho nên chắc cũng không có. Đây. Mùa cuối rồi cho nên không có gì. Không biết có còn hay không. Biết nè. Ồ, 6 trứng luôn. Chắc không có còn gì. Không có còn ha. Tại vì nó cũng sát mùa. Dạ. Chưa có soi lâu rồi. Cũng lâu rồi. Bên đây cũng cặp này cũng đang có trứng. Đứa này lứa cuối rồi. Mấy trứng? 5 trứng, 6 trứng. 5 trứng. Về. Hình như chỉ còn có còn trứng cuối thôi. Đặt dưới này là mới bắt con ra xuống dưới rồi. À. Tắt con nghỉ rồi. Không phê, nuôi mà nó đẻ rồi này đó, thấy cái trứng, thấy thành phẩm đẻ rồi. Không, không đẻ là hết trứng rồi. Hết rồi đó, mùa này hết rồi. Ở bên đây là dòng cây que. Cây que. À, mấy bạn này cũng rất là dễ thương đây. Hello, hello. Ây da, dạ, dũng hốt. Chào cũng đau. À, con này thì nó thuần nè. À. Coi chừng nó nhấn đó nha. À, nó nhấn này nhấn đúng rồi. Thấy con cạp cạp chứ mà nhấn ngày nào không hay á. Tụi này thì cây que này thì nó có cái hay gì anh? Cái đặc điểm hay gì của cái dòng này? Tụi này làm trò. Làm trò. Làm trò rất dữ. Mà nhây lắm. Nhây. Nó con nào mà thuần thì nó nhây lắm. Nó đeo theo mình dữ lắm. Cô em thấy nhiều con nó mấy bạn huấn luyện nó dễ thương. Bắn cái đùng cái ngã. Đó. Cái que đó. Mà nó làm trò hay lắm. Con chim nó làm trò hay đó bạn. Làm trò kiểu mà tiếu tiếu á. Con này nó tiếu. À, bạn chủ nào mà gọi là tương tác nhiều á. Càng tương tác nhiều nó càng khôn càng quấn à. Đúng rồi. Giờ bọn chồng mình xuống bắt đúng cái đồ con chim đang đứng là chổng ra trên bên trời tiếu lắm, hài lắm mấy anh này. Cái que là dòng đó. Cái que này anh sinh sản được chưa anh? À, đang là sinh sản nhưng mà chưa ra. Chưa ra chưa đẻ, nó hơi khó. Dạ. Cái que cũng sinh sản cũng theo mùa ấy. Dạ. Mà cái dòng này các bạn thả đi dưới đất á, đi cái tướng thấy ghét không? Đi đúng giống rồi. Như là kiểu dạng mà giáo sư chắp tay cho đít đi vậy đó, đi tướng vậy nè. Nó đi với nó nhảy rồi làm trò. Rồi có những cái dòng vẹt cái như con bên vẹt á nó chia ra cũng giống như chó vậy bạn. Chó thì nó có chó làm việc,
gọi là chó cứu hộ, rồi cho chó săn này nọ các thứ. Vẹt thì nó có vẹt làm trò nè, vẹt nào nói chuyện nè, rồi có những con thì nó free fly bay á, free fly rồi biểu diễn đủ thứ vòng á, mỗi một vòng nó sẽ mạnh một cái rất là hay. Có những con vẹt là chuyên nói chuyện, nói nhớ từ dai, như con vẹt xám là con nói chuyện mạnh nhất á, giỏi nhất á. Xám với lại con Ron. Dạ. Con đó là nói hay nhất, nói nó hát nguyên bài luôn. Còn cái giọng mà cockatoo á là nhảy, mở nhạc lên nhảy. Nhảy dữ vậy luôn. Dữ lắm. Nhảy rất là dễ thương luôn, rất là hay luôn. Một ngày coi như là nếu mà để dọn dẹp hết cái chăm sóc cái đam mê của mình từ gà tới chim thì anh khoảng mất khoảng bao nhiêu thời gian anh? Bao nhiêu cũng không đủ. Bao nhiêu cũng không đủ. Hãy đủ thì muốn đủ thì đủ, còn muốn không đủ thì. Dạ. Nếu mà cơ bản thì khoảng ngày sáng 1 tiếng, chiều 1 tiếng, đó là cơ bản nhất để mình đi á. Cơ bản là dọn dẹp phân thay đồ ăn rồi thôi đúng không? Phân thì chắc không dọn nổi. Không dọn nổi. Phân thì cũng phải một tuần mình mới dọn một lần. Coi như là lấy đồ ăn cũ ra thay đồ ăn mới vô. Đúng rồi, thay đồ ăn rồi dọn sàn nè, mấy con vẹt này nó dơ lắm. Dạ. Ăn hơi xả, xả. Dơ. Mình phải mấy cái này thấy vậy chứ mình phải có phân. Có phân hủy. Dạ. Nghĩa là ngày mỗi ngày mình rắc cái bột phân hủy này vô cho nó không có bị hôi, với lại không có bị mấy cái con thấy có trái cây mà không có thấy cái con bù mắt rồi. Khi cái này nó phân hủy rồi thì thì bù mắt nó không khó. Cái sản phẩm này nó an toàn tuyệt đối cho vật nuôi ha. Đúng rồi, nó có thể ăn được luôn mà. Ồ, hay quá. Cái này là Alaza, cái mình có thể trộn lên men là gà ăn được luôn. Ồ, chế phẩm sinh học nó làm từ lớp chuồng gà. Ồ, hay quá. Rồi mình rắc vô đó cho nó khô lại, nó này nó, để rắc chuồng đó, nó bạn tan luôn á. Dạ. Thì mấy cái trái cây nó ăn nó nhả xuống, nó không có bị ôi lên. Ồ, mấy cái trái cây nè, ba con mù mắt quá trời luôn. Vẹt nó ăn cái này được, nó liếm nó ăn nó thích. Tại vì nó là giống như men tiêu hóa, nó có men. Có men tiêu hóa. Nó dạng luôn. Như men tiêu hóa. Dạ. Nó dạng như vậy. Đây nó nói là có thể gà ăn được luôn nè. Đem men nè, làm đệm lót men để nuôi gà đẻ. Dạ. Cho nên nó không có hại cho vật nuôi. Thì nếu mà mình có thời gian hơn thì bắt đầu ngồi training đúng rồi đó, chơi. Còn bận công chuyện thì cho ăn thôi. Thì làm cho xong rồi đi. Dạ. Được không? Ai cũng vậy. Có thời gian rảnh là ngồi dính, còn không phải chạy. Thường training phải training buổi tối. Dạ. À, này buổi tối lên tập đây nè. Còn ban ngày thì dưới kia có anh em nào chơi lại chơi vậy thì ốp dưới kia. Coi như ở đây anh em cũng hay tới giao lưu ngồi chơi cà phê pháo bạn luôn. Từng là anh em gà chim thì cũng có bạn anh chơi thân chơi vẹt nhỏ. Dạ. Còn đi ốp lớn thì em biết rồi đó. Dạ. Ủa anh, hồi nãy anh nói con gà anh chơi đi buổi tối là có nguyên nhân không, hay là giờ đó mình mới có thời gian để mình giờ đó mình rảnh, thứ nhất là giờ đó mình rảnh. Dạ. Khoảng thì mình chơi nó cũng khoảng 15-20 phút, nửa tiếng gì đó. Dạ. Là tối luôn ha, tầm mấy giờ rồi? Tại thường thường già đi ngủ sớm mà. Đúng rồi, thì thường 7 giờ hay gì đó ăn cơm rồi xong rồi mình chơi nó chết. Chỉ như là đây, mình tạo cái con, chủ yếu là chơi với vài con gà mà thấy thôi chứ không phải tất cả. Dạ, dạ. Mình tạo cái độ gắn kết, nó không có nhát mình. Dạ. Thứ hai là nếu mà anh em chơi muốn chơi con gà này á, là phải muốn đi thi hay gì á thì phải cho con gà đi chơi gì. Dạ. Quen, nó quen. Đúng rồi. Khi mà nó đi ra nó gặp người á, như mình xô có đông đám đông thì nó sung lên, con gà nó sung lên chứ không phải là gà nó nhát đi. Dạ. Khớp nhiều con gà ót luôn. Tại vì khi xô gà, xô chim á thì nó khác, là anh em im lặng hết. Dạ. Còn xô gà là anh em la. Xô gà Việt Nam ngộ lắm, anh em làm thì khi đó là con gà nó phải bình tĩnh. Dạ. Gà nó phải quen cái thần kinh, nó phải vững vàng rồi mới ra nó dám chơi chứ. Cho nên nó cũng là một cái mình phải tập cho nó. Dạ. Để tập cho nó đứng trên cái bàn này. Cái nhiều khi mình có nhiều anh em hỏi vui lắm đó, anh mà thi cái thảm chỗ mình là màu gì vậy? Để em mua giống y chang vậy để nhà em cho em tập cho nó.
cái đó cũng thì những... cái đó những người chơi đó họ rất là tâm huyết, là tâm huyết. Có quan tâm kỹ từng yếu tố, đúng rồi nó phải tâm chú ý như vậy. Có nghĩa là họ biết là con gà khi ở nhà nó khác, con hoặc là con chim đi chơi cũng vậy, khi mình đi đem mấy anh em chơi vẹt cũng vậy, khi mà đem đi ốp mà không biết cứ mất hoài. Dạ, bài. Có nghĩa là nó hoảng sợ chứ không phải là nó không nhớ mình. Dạ. Có nhiều con thuần là vẫn bay đi tìm hoài. Dạ. Mà thường thường là cũng 50-50 ha, tìm không được ha. Hên xui. Rồi nó đã bay đi rồi. Con vẹt nó không phải là nó quên chủ hay là gì mà nó không nhớ được chủ ở đâu. Dạ, không biết được. Không biết chủ nằm ở đâu thôi, chứ nó nhiều khi nó thấy nó cũng không dám xuống. Ừ. Có nhiều bạn vẹt á, mình đi ốp bò sát thì thường thường ốp bò sát thì cũng có rủ anh em vẹt lại chơi thì nó rất là dạng, nhưng mà khi cầm con yêu bự quá đi ngang cái con vẹt bay liền, vẹt nó giật mình bay mất luôn, tội. Đúng rồi, nó thấy cái gì nó giật mình vẹt. Yeah. Tại vì nó là máu nóng mà. Yeah. Máu nóng nó nhạy cảm, nhạy cảm lắm. Cái đó rồi thường thường mấy cái thảm mà em thấy ốp hình như là chơi màu xanh lá đúng không anh? Cái thảm xanh lá, xanh lá. Màu đỏ. Đỏ. Đỏ mà đỏ sậm chút á. Dạ. Kệ, bữa nào làm buổi thi rồi cho vui. Dạ. Tham gia. Ủa anh, mấy cái con cây que này nó về cái chế độ ăn chăm sóc nó có khác gì những cái dòng vẹt khác không anh? Hay là mỗi cái dòng vẹt nó có cái yêu cầu gì khác nhau anh? Mà nuôi mình nuôi sinh sản khác. Dạ. Với lại nuôi bếp cũng khác. Dạ. Còn chăm thì nó cũng tương tự nhau, có cái thức ăn thì dòng vẹt này hai, tại vì anh nuôi dòng nó cũng tương, cái kích thước nó như nhau thì thức ăn nó gần như nhau. Dạ. Nhưng mà có cái của con nó, thí dụ như trái cây thì có con nó thích cái trái này, cái con nó thích trái kia. À. Thí dụ vậy thôi. Ở đây anh là anh cố định trái cây nó là ổi thanh long hay là anh cho ăn theo mùa? Ăn theo giá, anh ơi, cái nào mềm thì mình mua về cho ăn theo cái nào mềm thì mua cái đó. Bữa nay đang là có bắp nữa. Dạ. Bắp đang lên mùa, lên giá quá, thôi dẹp rồi đi, khỏi bắp đi. Đúng rồi. Còn hạt thì nó cố định vậy rồi. À. À. Hạt này giờ mình cũng xài hạt nước ngoài. Em thấy Việt Nam cũng có giờ có sản phẩm hạt trộn. Anh trộn chứ nước ngoài chịu gì nổi. À. Mình tự mua từng cái và mix lại nhau. Ví dụ như trong này sẽ có hướng dương này, hạt cam, có thóc. Không phải thóc, cái đó là lúa mì. À, lúa mì ha. Lúa mì. À, lúa mì. Ồ, ăn bánh mì nhiều, mình là đầu tiên mới gặp cái hạt lúa mì. Toàn thường là thấy bột mì không à, hôm nay mới thấy cái hạt lúa mì. Ha, có đậu phộng. Cái miệng của con vẹt nó vừa khỏe mà vừa khéo nữa ha các bạn ha. Và nó biết kết hợp dùng tay chân của nó, hai cái chân của nó để nó cầm nắm á. Nó sẽ tách được hạt. Đó, coi nè. Các bạn thấy không? Cái miệng nó rất là khéo luôn. Nó tách vỏ ra được, nó ăn. Nó cầm. Thấy chưa? Thấy cái tài nó hay không? Cái dòng này nó khô, nó dễ thương vậy đó. Dạ. Nó... Đây, cho bạn này nữa. Nhưng mà cái đặc tính của con vẹt là nó ăn, nó cắn xong nó nhả, nó phun. Đó, cho nó là nhà ai mà nuôi cái này là phải quét thường xuyên. Hào lắm. Với hào nữa. Hào, hào cắn cái nhã. Đây là hạt cốt. Đa số anh em đều than. Này là những cái hạt trái cây. Cho này một hạt xanh, này cho hạt đỏ. Đấy. Nó khôn lắm á, nó biết đi ngâm nước đấy. Biết ngâm, ngâm nước cho nó mềm ha. Mình coi trong cái hố nước đó. À, nó mới thay rồi. À. Nó khôn lắm, nên là nó biết ngâm nước luôn các bạn. Nè, để cho các bạn coi nó cắn cái hạt hướng dương nè. Con này chắc không ăn hướng dương. Ôi, thấy không? Bạn về thấy nó lễ cái hạt hướng dương một cách coi như là trong vòng một nốt nhạc. À, anh đi ăn rau đó kìa, anh muốn nè. Ghê không? Chuyên gia ăn hạt luôn. Ngậm tách một cái một. Hai con này tương đối thuần, hai con này thuần. Dạ. Yeah. Đúng thợ luôn. Thợ á. À, đậu phộng. Này dắt đi trà chanh, dành gì hướng dương luôn ta.
Cho nó ăn hạt này. Hạt này có tóp vỏ. Đậu phộng này có rang chưa anh? Hay đậu phộng sống? Rồi. À, nó phải ăn đậu phộng rang rồi anh? Không, nó ăn đậu phộng sống tại anh mua cái loại có rang rồi cho nó. À, nó đừng có bị ăn mốc. À. À, hạt lớn tách kiểu hạt lớn, hạt nhỏ tách kiểu hạt nhỏ. Ui da ông ơi, không kẹp tay tôi đau quá. Lắm à. Anh vậy chứ cắn hoài, cắn một lần nhất. Thôi mày cắn nhất mày nhấn đào quá. Nhấn đào quá. Tại vì nó thuần nhưng mà anh không có nuôi ra ngoài nhiều cho nó cũng hơi cập. Dạ. Không, nhưng mà cái về cơ bản là cái lực của cái mỏ nó rất là mạnh. Thấy không? Ngày xưa có kỷ niệm này, ngày xưa em đi đi chơi thấy người ta bán con xích mà nó bỏ trong cái lồng tre. Cái lồng tre mà nuôi chim hót á, nó bán lúc đó mình nói nhỏ xíu mua 800 ngàn, năn nỉ má mua cho về cho bằng được, mà tụi nó chắc nó cũng điếm thú, nó không có nói cái con này nó cắn cái lồng tre. Về em treo mới được có 15 phút rồi đi xuống với mua về nhà treo rồi xuống ăn cơm, 15 phút treo đi lên nó cắn mấy cái nàng gãy hết bài mất tiêu luôn, khóc quá trời. Nó mấy cái lồng kẽm này á, mà gọi là mỏng mỏng á, là cho nó thời gian nó cắn đứt luôn á. Cái mỏ nó ghê lắm, mỏ nó khỏe lắm. Hồi đó bên mình cũng có một con Golden Wing Blue and Gold với lại một con Scarlet bự. Cạp nó cạp cái nào cái nấy, mà sao này em nhát tay chơi nó cũng cạp đau quá. Nó cạp đầu tiên nó cạp cào cái nó nhấn lúc nào mình không biết. Đầu tiên nó móc nhấn vào ngay trời quéo quẳng luôn. Mấy anh này nhỏ thấy vậy chứ cũng lực lắm. Nó còn một cái một biến thể là cái đầu nó sầu cam cái dòng mà dòng khác nhưng mà cũng của dòng này, nhưng mà biến thể mới là đầu cam bự con hơn anh. Nó dễ thương hơn nữa, đầu nó bự con hơn, cái đầu nó đẹp hơn. Dạ. Màu cam, nhưng mà cái dòng màu cam đó nó còn nhiều cái màu cam, mà cái đùi nó màu xanh nó còn mắt nữa. Dạ. Cái này đùi cam hết nè. À, cái đầu cam mà cái đùi màu cái đuôi xanh. Ha, đuôi hay cái đùi? Cái đùi. À, cái đùi. Không, cái đầu cam mà đùi cam là một dòng mới. À. Rồi cái dòng trong dòng đó nó cái đùi nó màu xanh đó thì nó lại cao cấp. Lại cao cấp hơn nữa. À. Hello. À. Có nghĩa là các bạn hình dung cái miệng của nó giống như là một cái chi của nó các bạn. À, nó có thể dùng cái miệng nó kẹp vô cái thanh chuồng này, nó tì để nó bước tiếp ha, rất là khéo léo luôn, khả năng treo mình di chuyển nó rất là cao. Tụi này là làm trò là vô địch luôn anh. Đúng rồi, làm trò nhây nhây hả, nhây làm trò cười đó, cười chết luôn. Đây các bạn đang được ăn hạt đây. À, vẹt này có trong quá trình anh nuôi trải nghiệm anh thấy nó có hay bị bệnh không anh? Có, nó có bệnh. Thường thường là chắc mà, anh nghĩ là cái bệnh của nó không như gà, nó khó thấy. Dạ. Khó thấy lắm, mà cái chừng thấy rồi là chuyển nặng. À. Cho nên nó có những cái biểu hiện mà nhiều khi anh em mình bỏ qua. Dạ. Nói chung chữa bệnh vẹt thì kinh nghiệm không có gì. Dạ. Cho nên phải có một cái bạn. Dạ. Chuyên người đó một cái gì mình với mọi người tư vấn và mình đưa bên đó cho người ta chữa trị là tốt nhất. Tại vì á, chữa bệnh gà của nhà em đúng không, càng sớm càng tốt. Dạ đúng rồi. Thấy cái gì biểu hiện lạ là biết có vấn đề là phải can thiệp. Cái người phải có canh, phải có cái gì kiến thức. Dạ. Nhìn nghĩa là biết cái bệnh gì chứ đừng có thử thuốc. Dạ. Và mình anh em mình chơi cũng đừng bao giờ, con bé của mình mà đừng bao giờ thử thuốc á. Làm là phải đúng thuốc đó là vô là dập lại hết liền. Dạ. Này mới cứu vãn, còn không là một là không cứu được, còn hai là cứu được thì cũng mình không mình không mình sai. Có nhiều người có cái tư duy hơi ẩu, hay thử thuốc hoặc là không quan tâm tới liều lượng. Có nghĩa là không mình nói đây thì không ấy lắm, nhưng mà có nghĩa là không quan tâm tới cái sống chết của con vật. Dạ. Tại vì giống như con người mình cũng vậy, mình đi bác sĩ nào mình phải còn đưa con mình đi khám, mình cũng phải nghĩ
cái người này có giỏi hay không. Dạ. Chị đừng có đưa thuốc bậy, đâu phải uống hết thuốc này không hết thì mình uống thuốc kia. Dạ. Thì nó khác, người mình đâu có dám uống vậy đâu. Dạ. Đúng không? Thì con vẹt, con vật, con gà, con ấy cũng vậy. Hồi đó tôi cũng vậy. Dạ. Kể cả gà tôi cũng thử thuốc này cho, nhưng mà sau này biết cái bạn này rồi, bạn Mai Tấn Duy cũng trong. Dạ. Giới bạn đó thì á, nói chung là cũng có nhiều người giỏi lắm, nhưng mình không biết, nhưng mình mới hiểu ra cái tư duy bạn đó nói cho mình biết là đừng bao giờ thử thuốc con vật. Dạ. Có nghĩa mình chữa bệnh là chữa cho hết liền, chứ đừng có chữa dây dưa rồi. Dạ. Cũng hết, nhưng mà con vẹt, con vật nó cũng sẽ, nó nhiều thứ bệnh nó. Dạ, đúng rồi. Nó hại gan hại thận chứ. Đúng rồi. mình uống thuốc bậy vô. Sau này bây giờ mình không có thử nữa, mình thấy nó lạ là mình alo liền. Dạ. Coi giùm anh coi gì. Có thể là chi phí nó sẽ mắc hơn xíu. Dạ. Không, nhưng mà chuyện đó xứng đáng. Đúng rồi. Tại vì mình thử rồi, khi một con vật nó đúng thuốc vô đúng một cái rồi là khỏe liền. Khỏe mà khỏe sau bệnh là nó khỏe. Yeah. Bình thường, có khi khỏe hơn cả lúc mà mình chưa. Yeah. Nó chưa bị bệnh nữa. Yeah. Mà nó khỏe là mình khỏe. Đó, nó khỏe. Còn nó bệnh là mình cứ đầu hoài. Nhưng mà mình chữa theo của mình, nó cứ ngày này qua tháng nọ nó nhây. Yeah. Dưa mà mình cứ phải chăm nó hoài. Yeah. Mệt lắm. Em nghĩ tụi này chắc cũng cái mà dễ nhất là chắc là tiêu hóa quá. Tiêu giống hóa. Như nãy mình thấy nó y cái phân nó không có được đẹp lắm á. Nó mình đúng là cái con nào vậy mình phải coi cái phân trước. Dạ đúng rồi. Đầu tiên là cái phân, thứ hai là cái hô hấp. Nó dạ. Chỉ có gà và chim, nó hai cái đường đó là bệnh. Thì cái người có kinh nghiệm bác sĩ hay gì đó, người ta sẽ coi cái đó là bệnh gì. Dạ. Còn mình là người nuôi, thí dụ mình chưa có kinh nghiệm nhiều thì mình cứ phải theo dõi. Kể cả người nuôi đét cũng vậy anh. Yeah. Thì em đó là mấy người đó là ít kinh nghiệm nhất. Yeah. Nghĩa là mình phải coi bữa nay nó ỉa, mình nói xin lỗi, mình phải coi cái phân đó. Đúng rồi, chính xác mà. Bữa nay nó ỉa như thế nào, thấy có lạ hơn bình thường không? Yeah. Bữa nay nó thở như thế nào, nó thở có khác bình thường không? Vậy thôi. Con chim với con gà luôn, khi mà nó bị hô hấp là nó sẽ thở như thế nào? Dù như con chim này nó khò khè, mình nghe nó khò khè. Không, hay nó lè lưỡi ra. Nó lè cái lưỡi là vì cái khò khè là nó nặng rồi. Yeah. Nó khò khè nó nghẹt mũi rồi, nó thở nhiều, cái lưỡi nó cứ là ngắp hoài. Yeah. là vấn đề có vấn đề. Có vấn đề gì đó. Yeah. Mình có thể là nó rất nhẹ, hoặc là có thể mình hỏi người ta thì người ta sẽ nói có những cái cách để chữa bệnh, coi bệnh thì mình coi cái đó là triệu chứng lạ rồi mình phải. Yeah. Phải chú ý. Yeah. À, giống như mình có chia sẻ bên bò sát á, là mỗi ngày đi ra dọn chuồng đồ này nọ là phải nhìn cái phân. Đúng. Coi phân hôm nay là phân khối hay là phân lỏng. Đúng. Đó, xong rồi phải đôi khi là phải sờ vô nữa. Ừ. sờ vô coi nó làm sao là mình biết cái bên trong nó làm việc sức nó có hiệu quả hay không. À, chứ còn đi nhìn thấy phân lỏng một cái hoặc cái màu nó khác là mình thấy ồ có vấn đề rồi, là phải nghiên cứu cái thức ăn nó, cái nguồn nước nó như thế nào, xử lý liền. Chứ nó mất sức đó các bạn. Nó mà cái biểu hiện nó đi phân lỏng đầu này nọ là nó bị mất sức rồi. Đúng. Giống rồi. Như mình bị tiêu chảy là lả người, mất sức lắm. Phải nhanh. Nhanh. Mình không, một là có kinh nghiệm, còn không là phải hỏi người có kinh nghiệm liền. Như các bạn mà chữa dây dưa là đôi khi nó giống như là nó tụt lẹ lắm. Nó ngọn đèn hết dầu vậy. Tới lúc mà các bạn nó cạn dầu rồi thì lúc đó không có trời cứu rồi, chứ không ai cứu nữa. Đúng rồi, khi có nhiều người cứ chữa theo kinh nghiệm, nhưng mà tới chừng đưa ra bác sĩ thì bác sĩ chữa không được thì lúc đó quay ra cắt người đó, nó chữa dở hết lực rồi. Nhưng mà hết lực không, thuốc cũng không chịu nữa, nó chim nó không có vượt qua được. Dạ. Cho nên mình là quan trọng chữa là phải chữa sớm. Dạ. Con nào cũng vậy. Không mà bây giờ nhiều bạn trẻ lên làm thú y thì bắt đầu có những cái con mới nghiên cứu và những cái phương pháp, nói chung là cập nhật theo nước ngoài cũng rất là giỏi luôn, nể, rất là nể, nhiều bạn rất là giỏi. Cái vẹt này nó đặc trưng khác gà. Dạ. Giờ mình mới hiểu, hồi đó giờ bây giờ hiện tại nhiều anh em lấy thuốc gà cho phim vẹt. Dạ. Nhưng mà cái mình nghĩ là thuốc khác. Dạ. Nó là thuốc khác, nó giống như một cái hệ ADN khác. Nó phải sử dụng những cái gen khác. Tại vì cũng là ví dụ cũng là sổ mũi, cũng là ấy, nhưng mà con san cho gà hay là hô hấp, viêm hô hấp. Nhưng mà cái con virus nó vô con gà khác, mà con virus hô hấp vô con chim nó khác, cơ địa khác nhau. Mặc dù nó cùng một dòng virus. Dạ. Nhưng mà hai dòng đó có khác. Ngay cả con giống như mình bị virus con corona đó cũng nhiều dòng á, dòng này vaccine, dòng này chữa, dòng kia chỉ được mấy phần trăm thôi. Dạ dạ. Cho nên nếu mà đúng thuốc của vẹt thì nó sẽ ok hơn. Dạ, chẳng không. Thì em nghĩ trong tương lai cái ngành thú y mình chắc cũng phải phát triển, tại vì nhiều cái dòng thú khác nhau. Hiện nay mình là đa số là chó với mèo. Chó với mèo. Ra rồi. Bạn thú y là chó mèo không? Chó mèo. Cho nên thú y về vẹt là cực kỳ hiếm, hầu như không có luôn. Dạ.
chuyên biết hiểu biết về vẹt á. Em nghĩ chắc vài năm nữa sẽ ok. Bây giờ bên bò sát cũng có nhiều anh em học về thú y mà muốn nghiên cứu về cái dòng này. Đúng rồi. À, thì nó sẽ rất là ok. Bò sát cũng vậy anh, cứ sử dụng thuốc người qua bò sát nhưng mà có những cái nó không có hợp, có những cái nó được, có những cái được, có những cái nó không hợp, nó cũng có tác dụng nhiều đó. Dạ. Tại vì cái liều của người khác, liều của dạ, của thú nữa. Như dòng vẹt này nó một năm nó thay lông bằng mấy lần anh? Cái que này hả? Dạ. Cũng một mùa. Một mùa lông thôi. À, rụng lông đó hả? Dạ. Đúng rồi, một bông một mùa lông, nhưng mà mình không có thấy nó rụng nhiều. Nó cứ coi như là nó cứ rớt rớt. À, chứ không thấy rụng nhiều. Nó không giống như con gà là thay một lần luôn, mà ở này nó cứ lâu lâu rụng cộng rụng cộng rụng cộng. Chứ không có rụng nhiều. Dạ. Có con xích ở trển đó. Dạ. Thì nó rụng là mình thấy. Dạ. Là vừa rồi là rụng lông để vô mùa nè. Dạ. Trước đó là nó rụng rớt. Nó để dành mấy cọng lông xích đẹp. Dạ. Yeah. Rất tuyệt, nó dài. Dài cái lưu kiếm đó đó. Dạ, yeah, đẹp. Còn mấy con này cũng thấy có rụng mỗi ngày cộng cộng nha. Chứ không có rụng nhiều. Con xích mà rụng mà rụng hết cái đuôi luôn. Nó kẹp đau lắm, bạn nhìn nó dễ thương nhưng mà đau nó kẹp đau lắm. Nhìn nó dễ thương mà nó kẹp đau lắm. Con này nó thuần thôi chứ nó lâu ngày nó không được ra. Dạ. Yeah. Anh có hay thả cho ba vợ mình? Không, mấy con này anh để vô sinh sản là nó ít khi bắt ra lắm. Dạ. Yeah. À, nó cũng bị nhiều khi bắt ra bị stress rồi này nọ. Không, bắt ra được mà không có thời gian chơi nhiều. Dạ. Yeah. Tôi bắt ra mình phải chơi với nó chứ thả đây thì cũng không làm gì. Dạ. Yeah. Đi mình đâu biết được điều gì xảy ra. Yeah. Cái cửa. Dạ, dạ. Nhốt. Chứ nhiều khi lên chơi cũng thả ra đứng nó vậy đó. Dạ. Yeah. Nói chung cũng phải chơi nhiều. Dòng vẹt thì nếu để chơi bét thì chơi nhiều thấy thương lắm. Dạ. Yeah. Không, em thấy dễ thương thiệt. Không, nhưng mà tại vì cái em thì em sợ đó, nó cạp cạp hơi khó chịu chút xíu, hơi có như mình hơi không an tâm. Lâu lâu nó nhấn vào cái quéo luôn. Mấy con với mông với vậy gì lâu lâu nó đang cạp cái là muốn thúc nó ra luôn nhỉ. Nhớt liền cạp cái mà nhấn cái đau rồi mới đi về đi vô tụi đầu quạo liền. Anh có hay đi, em thấy đó anh em hay offline hội mà bay phi, anh có hay chơi chưa không? Dám bay. Chưa dám bay. Phải lắm, nhiều chưa dám bay. Bay thì thường là vẹt lớn mới bay. Dạ. Vẹt nhỏ này cũng bay nè, mấy con mông này, nhưng mà chưa có tập. Mình phải có phải có anh em có kinh nghiệm. Dạ. Phải anh về mấy bạn quý phi rồi cũng nói giờ bay đi anh. Mình ta bay Macau, giờ mình bay Barolet với lại Lopez. Dạ. Không, ok mà. Ờ, thì đó mà quý vị đưa mấy cái clip về bài bên Thái, họ nguyên một bài lớp bớt bài đẹp lắm. Dạ. Dễ thương lắm, nó đơn giản hơn. Dạ. Thì cũng tính là làm cứ tập đi, mình dạ, có mình tập thôi. Đó chắc như có cầu rồi đó. Cầu rồi, xong rồi cho bài trong nhà trước. Thì dĩ nhiên phải tập, anh cũng chưa tập cái đó nhiều. Dạ. Chỉ tập trong nhà thôi mà chứ có phải có thời gian tập nữa. Dạ, nhiều khi mình cứ lo cho ăn không là hết rồi. Ừ. Chúng ta lúc cho ăn là tập thuần rồi đó. Dạ. Nhưng mà còn tập để nó kêu một cái về là một chuyện khác nữa. Dạ, đúng rồi. Rồi tập để đi ra ngoài là một chuyện khác nữa. Dạ. Trong nhà bay vòng vòng chứ ra ngoài đâu dám thả đâu. Dạ. Đi ốm cũng phải xích chứ. Không, em thấy cũng nể mấy anh em mà chơi bay tự do các bạn. Nhiều con chim nó mấy trăm triệu lần chứ nó không phải là mấy chục ngàn hoặc là mấy trăm ngàn, mấy triệu. Ai nói là đam mê chứ không dám đam mê kiểu đó thiệt. Mấy trăm triệu thả cho nó bay tự do trên trời á, thì mình nể đây là mình nể cái sự tự tin đó, anh em rất là tự tin cho bay. Chứ gặp mình là mình ót rồi, mình nói rồi không được đâu. Nó bay đi luôn một cái chắc buồn lắm. Mất tiền là đã buồn rồi, mất con chim cũng buồn nữa. Bởi vậy thấy rất là nể những anh em mà huấn luyện cho nó bay thoải mái vậy. Vẫn mất. Thì em thấy lâu lâu bài nó giống như mất phương hướng luôn. Thằng nó bay lên cao quá, nó sợ quá đứng đó luôn. Gì xảy ra hết. Rất là dễ thương. Mấy anh em đội bay cứ đi tiệc hoài. Yeah. Bữa mới thấy mấy anh em mới ốp bài đã trời, bữa Dương Phi đi á, Trang nữa. Ừ. Yeah. Thì anh cũng có bữa đó ở ngoài Thủ Đức á. À. Bữa đó là cái ngày đông nhất của màu hội vẹt á. Dạ. Yeah. Anh em ở Cần Thơ. Trời. Rồi ở cái gì ở ngoài miền Trung á. Dạ. Cũng vô. Trời, bữa đó tiếc quá, bữa đó em biết chạy quá, em biết sớm chạy lên em chơi rồi. À. Lúc em thấy hình là xong rồi. Ổn, nhưng mà có hẹn nó chen rồi, bữa sau vẫn đi với hú anh với cho anh đi chơi với. Mê mê đó. Tại
mấy anh em nó vẹt lớn nhiều cho nên cũng không có thông báo. Dạ. À. Quá wow, ok. Rồi, ok các bạn, lại được nghe anh Sang chia sẻ về cái đam mê của mình, những cái hiểu biết của mình. Thì anh Sang cũng nói luôn ngay từ đầu, đối với vẹt thì anh Sang là newbie thôi. Thì cái chuyện đó nó cũng hay đó các bạn. Newbie thì có góc nhìn của newbie đó, sẽ chia sẻ cho mọi người dễ tiếp cận hơn. Còn nhiều khi chuyên gia thì nó phức tạp quá, anh em không hiểu. Giống như mình á, nhiều khi anh em hỏi về Igu á, em trả lời nó chuyên môn sâu quá, người ta nói trời ơi, thấy hình coi Igu của anh Nam thì thích, nhưng mà nghe anh Nam nói lùng bùng lỗ tai quá không hiểu gì hết. Cho nên là newbie có cái hay của newbie các bạn, mình chơi nó gần gũi dễ tiếp cận hơn. Em cảm ơn anh rất là nhiều hôm nay đã dành thời gian cho em tới để mà quay clip chia sẻ với mọi người. Mong là lần tới anh em Cinema sẽ phát triển hơn nữa. Nếu có gì tổ chức thì em cho em xin phép tham gia. Dạ dạ, ok anh. Ok mọi người, thank you mọi người đã xem clip ha. Chúc mọi người xem clip vui và có thể coi như góp nhặt thêm được cái kiến thức nào đó ha. Bye bye.